Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng Bước Trước Thời Gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay, em xin giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh phía sau xe của xe Toyota Innova 2013. Đây là cái dòng sản phẩm hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Đây, phía em đang cầm để giới thiệu với anh em là phía mặt trước của dòng sản phẩm. Cái dòng sản phẩm trên đời 2013 đến 2015 thì cái dàn sau của nó cao hơn, tức là cái đầu co này nó ra khác với cái đời 2011. 2011 thì nó sẽ gần sát ở đây, nhưng 2012 đến 2015 thì uốn co nó sẽ ra đến đây, cái van tiết lưu chúng ta bắt ở đây. Đây là dòng sản phẩm liên doanh cao cấp nên anh em có thể nhìn thấy này, cái chất nhôm của nó khá là đẹp và đồng đều nhau, các cái tép nhôm nhỏ tiếp kép với nhau tạo thành theo khuôn theo tiêu chuẩn kích thước OEM, tức là OEM tức là theo chuẩn theo đúng hàng lắp ráp trên xe luôn đó. Đây anh em có thể nhìn nhá, đây là phía mặt trước sản phẩm, đây là phía mặt cạnh này, đấy rất là đẹp đúng chưa. Đây là phía mặt sau nhá anh em nhá, đó đây là phía mặt sau của sản phẩm này. Đấy. Cảm ơn anh em đã cùng Bước Trước Thời Gian xem video của em. Thì vừa rồi em cũng vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là dàn lạnh phía sau xe của xe Toyota Innova. Cảm ơn mọi người đã cùng Bước Trước Thời Gian xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.